Chương trình phát thanh thanh niên. Chào các bạn, mời các bạn cùng tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý và bác sĩ của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Hãy nhấc máy và gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 826 2625, các bạn chỉ cần cung cấp tóm tắt nội dung câu hỏi, tên, tuổi, địa phương đang sinh sống cùng số điện thoại của mình. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ gọi lại theo số điện thoại bạn đã cho để tiết kiệm chi phí cho các bạn. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Đội ngũ chuyên gia tư vấn miễn phí của chúng tôi đang chờ bạn. Vâng, chúng ta lại cùng gặp gỡ nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Các bạn thân mến, đến với chương trình của chúng ta hôm nay có chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bích Ngọc sẽ là người cùng đồng hành với các bạn trong chương trình này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Bình Phước. Alo, xin chào thính giả. Vâng, em chào chị ạ. Dạ, chị ơi, em muốn hỏi là em lấy chồng được 22 năm rồi. Vâng. Nói chung là lấy chỉ là qua mai mối thôi chứ không phải là tìm hiểu đó chị. Vâng. Thì khi về mà sống chung á thì em mới biết là chồng em rất là gia trưởng, độc đoán nữa. Vâng. Thì em luôn nghĩ là thôi thì độc đoán gia trưởng, nhưng mà bù lại là ông không có cái tật như là cờ bạc, rượu chè, gái gú. Thì em cũng ráng, nhiều lúc em cũng bức bối lắm, tại vì là chỉ gia trưởng không thôi là nhiều lúc em đã muốn bỏ rồi. Vâng. Nhưng bây giờ mới gần đây em lại mới nghe được là ông đi chơi gái đó chị. À, thế nên là em đang buồn quá, em cũng không biết làm sao. Em rất muốn bỏ qua nhưng mà nó cứ bị ám ảnh á, chuyện đó đó. Vâng, rất là chia sẻ về cái tâm trạng của chị hiện nay. À, xin lỗi hỏi là năm nay vợ chồng chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ em 45 ạ. Dạ ông thì hơn em 7 tuổi ạ. Là ông 52. Gần đây thì phát hiện là ông ấy ngoại tình và mình cảm thấy rất là buồn đúng không ạ? Cuộc sống nó cũng đã chẳng được vui vẻ gì từ trước đến nay rồi. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện với chị và chia sẻ nhé. Xin mời ạ. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào. Dạ em chào anh. Này, ông ấy cặp bồ hay là ông ban nãy mình nói là đi chơi gái, tức là đi mại dâm hả? Dạ đi chơi gái mại dâm á. Ừ, là sao mình biết? Em nghe cái cậu hàng xóm nó nói chung là cách đây 2-3 năm trước rồi, nó kéo dài từ 2-3 năm trước nhưng mà em không hề biết. Tại vì là cứ buổi chiều là em có khi em đi chợ tới từ 2 giờ đến 7 giờ tối mới về, mà trong thời gian đó là ông đi khoảng 4-5 giờ là ông đi. Ừ. Cho nên em không hề nghi ngờ gì, nói chung là bao nhiêu năm nay em không hề nghi ngờ gì hết. Ừ. Nhưng mà vừa rồi á thì ông nhắn tin cho một người phụ nữ khác, là nhắn tin tình cảm đó. Ừ. Sau khi mà em nói cái vụ nhắn tin đó ra thì người ta mới nói ra cái vụ kia, người ta nói là người ta biết chuyện đó nhưng người ta không hề nói cho em biết. Ừ. Thì đó em mới buồn là buồn vậy, là có nghĩa là cái vụ mà nhắn tin tình cảm với một người phụ nữ. Thì sau em mới nói vụ đó ra thì cái cậu hàng xóm cậu nói là cách đây khoảng 2-3 năm về trước là cứ chiều là lên cái quán cà phê đèn mờ đó rồi đi đấy, thì chỉ nói vậy thôi chứ em thì em không có bằng chứng gì hết. Ừ. Thế xong rồi là cậu hàng xóm nói thế xong mình làm gì với ông xã rồi? Thì em cũng nói với ông xã em nhưng ông xã em ông không nhận. Ừ. Em nói là bây giờ cái nói tên đàng hoàng, nói cái người đó người ta nói. Ừ. Như vậy. Và một người chị dâu em cũng có nghe nói cách đây khoảng 1 năm rồi, nói là cũng có người quán cà phê nói là cô này cô kia là của cái ông chồng em đó. Ừ. Ý là vậy đó. Thì em nói ra thì ông chỉ cứ cãi, ông chỉ cãi là không có thôi chứ ông không, nhưng mà em nghĩ là có, bởi vì nếu không có là ông sẽ gặp hai người kia ông nói, đúng không anh? Thật ra hỏi một người mà có phải anh ngoại tình, anh có bồ, anh chơi gái hay không á, chắc là chỉ có người dạy thì người ta mới trả lời là có. Tức là một cái người đàn ông cãi miếng đi thì nghĩa là người ông còn rất là tôn trọng mình, ông còn lo là mất gia đình, lo ảnh hưởng cái nọ kia, ông mới từ chối. Chứ nếu mà có người đàn ông khi vợ hỏi mà ừ đấy, tao cho gái làm gì thách thức như thế, thế mới đáng sợ. Cái điều tốt nhất ấy chính là mình làm sao mình phải củng cố cuộc sống gia đình, làm sao để ông ấy đi đâu chăng nữa thì cũng chỉ là hoa lá cành thôi, chứ còn gia đình với vợ với con mới là nhất quả đất. Điều em muốn hỏi anh là tại vì thế này này, em thì em cũng muốn bỏ qua nhưng mà ý là em cứ bị ám ảnh á, em không biết làm sao để cho nó thoát khỏi được cái ám ảnh đó. Mỗi khi em nghĩ đến cái cảnh mà ông đi đó thì em cảm thấy trong người em cảm thấy nó khó chịu, bứt rứt á. Ừ. Không muốn bỏ qua tại vì em cũng không muốn làm cái gì hết, nhưng mà em thật sự là em cứ bị ám ảnh. Ừ.
Thứ nhất, nếu mà giận rồi bực mà cần phải nói ấy thì hãy cứ nói đi, kể cả gào thét lên cũng được cho nó xả hơi. Cái người mà cứ kìm nén là khổ lắm. Mình cứ tưởng tượng mà xem một người mà bị uất ức cái gì mà người ta khóc gào lên được, ôi trời ơi tôi khổ sao thế này, chồng với trả con nên là vân vân ấy, khóc một lúc lại nhẹ lòng. Chứ còn có người mà cứ vuốt cục ức vào trong, xong rồi lúc nào chỉ sợ là to chuyện với hàng xóm ta biết rồi lại xấu hổ xong, nhưng mà rồi nó không thoát ra được, mình không buông được thì y như là nó vẫn cứ ở trong người mình. Đấy là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai là mình cũng lại nhìn nhận cả một quá trình đi. Từ trước đến giờ ông ấy có những cái điểm tốt thế nào, ông ấy lo cho con ra làm sao, trách nhiệm thế nào. Mặc dù là hồi đầu lấy nhau cũng không vì tình yêu, cũng do mai mối thôi. Nhưng mà cũng đấy hai mấy năm ở với nhau, cũng hai ba đứa con, ông cũng chưa bao giờ đánh mình. Ví dụ như vậy, tức là mình tìm những cái tích cực để mình vui sống. Nhưng sợ mà có điều là em chỉ trước là tại vì tiền ông không có lo gia đình mà ông đi chơi vậy đó. Ông ôm ông đi chơi, thành ra là em bực mình. Này thế cái cuộc sống gia đình thế nào? Mình có duy trì được cái ổn định không? Nói chung thì cuộc sống thì vẫn ổn định. Nói chung là ông đi vào cái thời điểm em đi chợ, thành ra là em không hề biết. Nói chung là ông cũng kín đáo thôi chứ không có gì cả. Cũng không thể hiện một cái gì cả. Ông không có đánh đập vợ con hay cái gì, nhưng có điều ông khắt khe thôi. Chẳng hạn đó. Mà bây giờ em cứ nghĩ là ông là người mẫu mực thì không sao. Bây giờ lại cộng thêm cái này, thành ra là nó nhiều cái em. Thật ra thì một người ta nếu như vì tôn trọng vợ rồi bản thân người ta làm chủ được cuộc sống, người ta không có nọ kia thì phải chịu. Chứ còn người đã có cái tính ấy, cái máu ấy thì rồi không cách này thì cách khác, có thể theo dõi, vẫn có thể vượt tường vượt rào trốn chạy để mà đi được. Thế thì ở đây bây giờ vấn đề cơ bản nhất của mình là sức khỏe có tốt không? Hiện tại thì em vẫn bình thường, khỏe mạnh, em vẫn làm được mà. Rồi đấy, khỏe mạnh này, làm được này, có tiền rồi, tiêu pha vừa thôi, học cách của ông ấy đấy. Đừng có tiêu hết cho gia đình, cũng phải để cho lo cho mình. Ông ấy sau này ông có lương hưu, ông có sổ tiết kiệm mà ông không chia sẻ thì mình lấy đâu ra. Mình là phụ nữ, mình đôi khi có đồng nào cũng lo hết cho gia đình nội ngoại, xong cuối cùng thì cuối đời mình trắng tay. Bây giờ học cách đi, làm được 10, mình tiết kiệm lấy 2 phần đi. Mình lâu lâu thì có một cái, mình không gọi là vốn riêng quỹ đen gì, nhưng mà cũng có cái quỹ phòng thân chứ, đúng không? Đấy mới là cái mà bền chắc lâu dài. Bây giờ còn khỏe làm ra tiền rồi mà còn thiếu tôn trọng nhau, không có quan tâm, rồi sau này chẳng may nếu mình già mình ốm á, rồi ngồi đấy mà trông mà đợi là người ta chăm sóc mình, hay là người ta rút tiết kiệm ra để lo chữa chạy cho mình. Vậy thì mình phải lo cho bản thân mình. Tôn trọng không có một chút lòng tin rồi cũng mất nốt. Nhiều khi em cũng phân vân, em cũng không biết là nên duy trì tiếp hay không. Thế bỏ thì được cái gì? Thì đấy, em cũng đang phân vân cái chỗ bỏ thì đôi khi lại phải chia chác này nọ, khi khác nhà cửa này kia đấy. Thì mọi sự nó xáo trộn lên. Hơi bị phân vân cái chỗ đấy. Coi thường thì người ta cũng coi thường rồi, không yêu thì cũng không yêu rồi. Lúc này đừng nghĩ đấy, sống với nhau phần này tuổi đừng nghĩ đến còn yêu hay không yêu. Mà thứ nhất là cái trách nhiệm, thứ hai là phải có cái tự do, tự lập, tự chủ. Đó, ghép lại vậy thôi cho nó có một cái gia đình. Thế còn thì nếu mà mình mà có ý thức là tôn trọng rồi, muốn rằng vợ chồng kết hôn phải yêu thương ấy, thì phải làm từ sớm ấy chứ. Bây giờ đến cái lúc này rồi, mọi sự khó khăn lắm, cái gì cũng xẻ đôi xẻ ba ra rồi. Đôi khi mình không được hài lòng, nhưng ít ra nó còn có cái gia đình. Bỏ đi tan nát rồi, cái mới thì chả có, cái cũ thì không quay lại được nữa. Cuối cùng thì thành người mẹ đơn thân nuôi con, bao nhiêu trách nhiệm cũng chút lên đầu mình thì cũng còn chết nữa, đúng không? Bây giờ ấy, cơ bản nhất là phải tự lo cho bản thân mình. Người ta vẫn kêu gọi là phụ nữ hiện nay phải tự lập, tự trọng, tự tin. Có được ba cái tự rồi, không còn sợ gì ở trên đời thì nữa. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho chị có thêm được nghị lực để vượt qua những khó khăn của cuộc sống và lựa chọn cho cuộc sống của mình chị nhé. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Vâng, xin chào chị. Vâng, câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Tôi năm nay 42 tuổi. Dạ. Tôi thấy giờ này hành kinh của tôi nó ít hơn trước, không phải tôi sắp mãn kinh rồi ạ. Ngoài cái hành kinh ít ra thì chị còn cái biểu hiện gì nữa không? Hay chị đã đi khám ở đâu chị ạ? Tôi thấy giờ này nó hay đau bụng. À vâng, chị 42 tuổi và cảm thấy là mình cũng đang bước vào cái tuổi mãn kinh rồi đúng không ạ? Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình chúng tôi sẽ tư vấn cho chị nhé. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Vâng, chào chị. Hành kinh nó cứ ít đi, tức là như thế nào? Tức là khi chu kỳ nó thưa ra, hay là nó vẫn cứ 28-30 ngày thấy một lần, nhưng mà cái lượng máu nó ra ít?
vấn đề hàng tháng hay 7 hay 8 ngày ít hơn trước. Ít hơn là như thế nào? Trước thì 5 ngày mới hết. Bây giờ đến hơn 3 ngày đã hết. Hơn 3 ngày đã hết rồi. Thế trong 3 ngày đấy thì cái lượng máu nó ra như thế nào? Ít hơn trước rồi. Có thấy người nó thay đổi gì nữa không? Ví dụ như nó có bừng bừng, nóng người, bốc hỏa lên, vã mồ hôi không? Bừng bừng thì chưa, nhưng mà tôi thấy nó... Tinh tỉnh thì nó cứ khó chịu. Nó cứ đau bụng. Rồi, chị hỏi là liệu có phải là tiền mãn kinh không? Thì với cái lứa tuổi và cái kinh nguyệt như thế thì cũng có thể. Thế nhưng mà lại có một cái chi tiết là cứ thấy đau bụng. Thì không hiểu cái đau bụng này nó có liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt không cơ? Hay là cứ lúc nào cũng đau bụng? Không, đến kỳ hành kinh nó cũng đau, mà sắp đến kỳ nó lại đau hơn. Tức là cứ lâm dâm đau bụng suốt ngày ấy, đúng không? Vâng, đúng. Thế thì cái việc đau bụng thì bây giờ phải đi xác định xem là cái đau bụng nó làm sao, nguyên nhân gì, liệu có phải là có cái khối u hay cái gì trong đó không. Chứ còn đau bụng mà ví dụ như của cái rối loạn đường tiêu hóa thì nó lại kèm theo, thường là kèm theo với buồn nôn hay đi ngoài cơ. Mình không có cái đấy, đúng không? Vậy thì ở cái tuổi 42 này là cái tuổi thay đổi về mặt sinh lý lắm. Cái giai đoạn này thì nó gây ra nhiều cái bệnh, và ở cái tuổi này thì các cái bệnh nó liên quan đến các cái u ấy là nó sẽ nhiều hơn. Vì vậy là phải đi khám. Cái kinh nguyệt ít thì không đáng sợ, nhưng cái gì mà nó làm cho mình cứ lâm dâm đau bụng thì phải đi khám, đi siêu âm. Người ta siêu âm cái ổ bụng ấy, người ta tìm xem có cái gì bất thường không, và dựa trên cái siêu âm đấy rồi có cái gì nghi ngờ, người ta sẽ làm những cái việc tiếp theo để tìm hiểu xem trước là sức khỏe của mình là như thế nào, sau là cái đau bụng đấy là do nguyên nhân gì để điều trị sớm nhá. Năm ngoái thì tôi cũng đi khám rồi, nhưng mà tôi thấy họ siêu âm và bảo là không còn gì cả. Cứ thấy nó đau bụng rồi. Thì khám đấy là năm ngoái, mà ở cái tuổi của mình, và y tế người ta khuyến nghị là 6 tháng khám sức khỏe một lần, và đặc biệt là phụ khoa. Thế cho nên từ năm ngoái đến năm nay là quá thời gian để đi khám lại rồi đấy nhá. Vâng, chúc chị sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình nhá. Xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta lại chuyển sang cuộc điện thoại tiếp tục gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Alo, xin chào thính giả của điện từ Ninh Bình. Đây, Ninh Bình đây. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Tôi muốn hỏi là bây giờ con cháu ấy, nó cưới mấy chục năm rồi mà nó không có con. Vâng. Thế là đi ra bệnh viện Hà Nội khám thì họ bảo là ống dẫn trứng là hẹp. Cho nên là họ cho thuốc về uống. Thấy uống thì nó có kinh. Vâng ạ. Mà không uống thì nó lại không có. Thế là bác sĩ họ bảo là bây giờ phải gọi cả chồng ra để họ khám của chồng. Khám của chồng thì họ bảo của chồng là nguyên lòng lọc đất đuôi. Bây giờ về là phải mua trứng vịt lộn, đi lấy rau giá ăn, ăn nhiều vào. Thì nó mới ăn được cơm một tuần, nó không thấy gì, nó lại cũng chán. Thế bây giờ muốn hỏi bác sĩ là tư vấn giờ làm sao? Vâng, tức là chị hỏi cho con gái hay là cháu gái đấy ạ? Cháu gái. Cháu gái phải không ạ? Vâng. Hai vợ chồng cưới đã mấy chục năm. Nhưng mà chưa có con, mấy chục năm là mấy chục năm hả chị? Nó phải 24 năm rồi. À thế ạ, và 24 năm vẫn cứ sống như thế. Vâng. Vâng, cũng rất là lâu rồi đúng không ạ? Câu hỏi của chị sẽ được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng, bác sĩ sẽ chia sẻ ạ. Vâng ạ, chào chị ở Ninh Bình nhỉ? Vâng. Đứa cháu gái là bao nhiêu tuổi? Cháu gái năm nay nó phải ngoài 40 rồi, cháu trai nó hơn 2 tuổi. Thế và bây giờ thì mới bắt đầu là khao khát cái việc có con. Thế và hai vợ chồng ấy đi khám lâu chưa? Đi khám năm ngoái. Và đi khám ở đâu? Hà Nội. Vâng. Bác sĩ cho thuốc thì uống thì nó lại ra kinh. Vâng. Nhưng mà bác sĩ họ bảo là
nhiều cặp như vậy họ vẫn chửi mà làm sao mày lại không được. Vợ chồng ra thì chồng thì họ bảo là nguyên lòng lặc đất đuôi. Rồi, thế này nha. Cái thứ nhất là khi mà khám thì phát hiện thấy là ống dẫn chứng bị hẹp, đúng không? Và người ta cho thuốc uống. Cái hẹp ấy thì có thể nguyên nhân là nó do viêm cho nên nó hẹp lại. Và hy vọng rằng cho thuốc uống thì cái tình trạng viêm nó hết. Và nó chỉ hết khi mà mới bị viêm thôi. Chứ còn nếu mà bị viêm 20 năm rồi thì chắc là cho thuốc cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mà người ta phải làm các cái biện pháp mà cao hơn. Đấy là nong ấy, thông ấy. Đấy là về phía vợ. Thế về phía chồng thì tinh những nòng nọc đất đuôi, tức là tinh trùng ấy nhá. Tinh trùng thì nó phải có đuôi để nó bơi, để nó di chuyển. Để mà khi mà vợ chồng gặp nhau thì chồng xuất tinh ra thì nó có tinh trùng. Và tinh trùng đấy nó phải bơi được đến để mà nó gặp với cả cái trứng sụn kia kìa. Thế nhưng mà nòng nọc đứt đuôi thì không bơi được. Cho nên là nòng nọc không gặp được trứng. Cho nên là không nên cơm cháo gì cả. À, với hy vọng rằng ở đâu đấy khám bảo vệ ăn nhiều giá vào. Nhiều trứng vịt lộn vào. Những cái đó thì nó tốt cho người nam giới. Nhưng mà mới chỉ có 10 ngày mà lại để thay đổi ý, một cái tình trạng sức khỏe sinh sản của cái anh kia kìa. Nó diễn ra trong 24 năm rồi ý, thì không đủ. Và nếu để cải thiện, thôi hy vọng là để cải thiện, thì phải trong thời gian rất dài. Thôi thì cái thứ nhất là 24 năm không có con mà các cháu nó vẫn vui vẻ, hòa thuận và sống được với nhau. Tức là đã trải nghiệm qua một cái thời gian có thể nó là thử thách về tình cảm ấy, ở một cái cặp đôi mà không có con ấy, thì các cháu nó đã trải nghiệm được rồi. Thế hy vọng rằng các cháu nó vẫn giữ được cái hạnh phúc đó và duy trì được hạnh phúc đó. Thế rồi tiếp theo là mình cũng không mất hy vọng, mình lên Hà Nội. Thế và nói với cháu mình ý là vào cái bệnh viện phụ sản trung ương, phụ sản Hà Nội, những cái cơ sở y tế mà họ có chuyên ngành rất sâu, họ có các cái phương tiện để chẩn đoán, điều trị, họ có thể mời được nhiều người để tham gia, để chẩn đoán xem tình trạng gọi là vô sinh đi, 24 năm rồi, của vợ chồng mình là cái gì. Người ta tập trung được cả về trí tuệ lẫn nguồn lực để người ta chẩn đoán nhá. Thì phải vào đúng những cái nơi đấy để mà chẩn đoán ra nguyên nhân. Và bằng cách nào đấy thì người ta cũng có thể tư vấn là nếu khao khát có con thì có thể có những cách khác, được không ạ? Nhá. Vâng, thế chúc gia đình chị và gia đình cháu gái của chị sẽ gặp may mắn nhá. Và sớm có tin vui ạ. Xin được cảm ơn thính giả Ninh Bình đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Vâng ạ, em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. Vâng, chị ơi, em muốn chia sẻ về việc chuyện của vợ chồng gia đình ấy. Vâng. Vâng, cách đây 2 tháng thì là em có đi du lịch ấy. Vâng. Thì là em có bán hàng, thì là em có một nhân viên chống hàng cho ấy. Thì vợ chồng em thì lấy nhau được hơn chục năm rồi. Vâng. Không bao giờ nhớ nhau trong cái gì cả. Thì là em vẫn vô tư, nhưng mà hôm đấy thì em đi du lịch thì chồng em có một dẫn một người về nhà. Cái cô nhân viên cô bảo là chị ơi, hai người đấy lên phòng với nhau ở trên tầng nha chị ấy. Vâng. 4-5 tiếng đồng hồ và em dám chắc là 100% là có vấn đề. Vâng. Em đi du lịch về thì em có xếp lại camera ấy. Thì là đến 2 ngày sau thì em thấy cái cô đấy lại đến nhà em. Lại đến nhà em tiếp. Và hôm đấy thì không có nhân viên ở nhà. Vâng. Đấy, thì cũng đến mấy tiếng xong lại đi xa. Thế là em đang muốn nhờ anh Đình Đoan anh tư vấn cho em xem là như thế nào. Vâng, tức là tôi có thể hiểu là hiện nay chị nghi ngờ là chồng mình ngoại tình với cả cô gái đó, đúng không ạ? Vâng ạ. Tuy nhiên thì mình cũng chưa bắt quả tang cũng như là chưa có một cái bằng chứng gì. Anh Đình Đoan là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện với chị nhé. Vâng ạ, cảm ơn. Rồi, chào em. Vâng, chào anh ạ. Nghe giọng trẻ nhỉ, ba mấy rồi? Dạ, em năm nay em 38 tuổi ạ. Ừ, đấy. Cái cháu lớn chưa? Mấy cháu? Nhà em thì 2 cháu ạ. Một cháu học lớp 6, còn một cháu học lớp 2. À, thế hả? Thế xong rồi mình về, mình xem lại camera, mình thấy có 2 lần cái cô đấy. Một lần đến là có cô nhân viên ở nhà và ông chồng mình với một cái cô bé thì là 3-4 tiếng ở trong phòng. Thế xong rồi lần thứ 2 thì thấy rằng là cô lại đến một lần nữa, cô là người chủ động đến. Hôm là không có nhân viên, thành ra cũng ở với nhau mấy tiếng. Vâng. Thế mình thấy camera, thế xong rồi mình có trao đổi gì với ông xã
Hỏi đến cô này đến làm gì mà lâu thế? Cô đến trả tiền hay cô đòi nợ hay là cô ấy làm gì mà lâu thế không? Thực sự là em từ hôm về thì em vẫn bình thường, nhưng mà cái thái độ của anh thì nó cũng, nếu mà để mà em nghĩ lại thì nó cũng khác cách đây khoảng tầm hơn một năm rồi anh ạ. Rồi. Đấy, vì tại là em cứ đi đâu lại anh ấy cứ ghen em, rồi thì em đi làm này, em công ty cho ăn uống ở lại cứ ghen rồi nọ thì các thứ thì em thấy thay đổi. Thì bởi vì cái người đàn ông ấy, hay một cái người mà khi mà người ta ngoại tình ấy, thì người ta cũng hay suy bụng ta ra bụng người. Đôi khi là còn cứ nghĩ rằng là phụ nữ ghê ra phết đấy, xong rút suy ra từ cái cô nào đó ấy. Mà cái cô kia cũng có chồng, thế mà mình nhắn tin một cái là đã mò đến, tự đến, xong rồi vui vẻ thoải mái với nhau. Thế thì suy ra là thế thì đàn bà ghê thật, có khi vợ mình cũng thế. Ở đây nó là diễn biến tâm lý thôi mà. Hai nữa là đôi khi ta gọi là cả vũ lấp miệng em, ông đang có lỗi về cái ngoại tình ấy thì ông lại cứ ra vẻ ghen vợ, rồi là ra vẻ như thế để tỏ ra là rất là yêu vợ, rồi rất là ghét cái nọ cái kia. Nhìn thấy camera trong nhà có chuyện lạ như thế mà lại không hỏi, không trao đổi gì thì cũng lạ lùng. Thế lắp camera làm gì? Thực sự là em cũng muốn tìm hiểu kỹ hơn ý. Thì là em có nhờ một cô bạn em thì cũng tìm hiểu cái, thì là em tìm hiểu được ra cái cô bé kia nhà ở đâu rồi, mà em mới tìm hiểu thôi. Tìm hiểu để làm gì? Tìm hiểu là cô ấy bao nhiêu tuổi, cao hay đẹp, xong có chồng hay chưa hả? Vâng ạ. Thế xong tìm hiểu xong thì làm gì? Em chưa làm gì anh ạ. Cái hướng của mình là hướng sai. Đối tượng cần kiểm tra này. Thế đây là cái gì đây? Mình cũng giả vờ tức xoay một mép rồi. Không ngờ anh lại thế này. Mình cứ phải từ trước giờ rất là tin tưởng anh. Không ngờ anh lại còn tồi tệ thế này. Một người phụ nữ mà tranh thủ lúc mà em đi vắng cái anh đã có thể rước được người khác về nhà. Chắc chắn là đây không thể có chuyện công việc gì mà sao cái người này em không biết mà lại kéo vào phòng làm gì ở trên giường của em trong mấy tiếng đồng hồ. Mình phải âm để ông rớt vẫn có gì đâu. Con bé nó còn mà toàn nó đến giả tiền điện chẳng hạn. Hoặc là có gì đâu, đấy là cô chủ động, cô ấy đến, cô cứ bảo cô xin một đứa con, thế anh không cho, anh dẫy mãi, anh chạy ầm lên cô ấy. Tức là phải hỏi đi để mình nắm được thông tin, để xem đồng thời là thăm dò thái độ xem thế nào chứ. Hoặc là có người chưa gõ đã xưng luôn đấy. Vợ thấy thế cái, thôi thì anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, thật ra cái con bé này nó cũng có chồng rồi. Cơ bản nhất là nó cũng thích anh thì không thích nó, nhưng mà nó cứ gạ gẫm thành ra. Hôm ấy em lại đi vắng anh cũng chót dài. Mình vì thế chứ còn tìm hiểu cái cô kia làm gì. Đây xong rồi chẳng lẽ lại đến bảo là có phải hôm nọ cô đến nhà tôi à? Đúng không? Mà rồi người ta cãi phén cãi phiếc đi. Vâng em đến anh nhờ anh ấy sửa hộ cái đồng hồ đeo tay, hay em nhờ anh ấy sửa hộ cái điện thoại. Thì mình làm gì? Cho nên cái việc là mình làm việc với người nhà mình ấy. Mới đầu là chồng em cũng bảo với nhân viên là hôm nay có người đến sửa máy tính. Thôi thì thế này này. Có thể đến sửa máy tính, có thể chỉ lên trong phòng ngồi cầm tay nhau 4 tiếng, cũng có thể là làm hơn. Nhưng mà cứ phải phủ đầu, ít nhất là rung cây dọa khỉ, coi như đợt vừa rồi là thoát nạn rồi. Người ta có thể làm được gì nhau hay không thì không biết. Nhưng mà mình cứ im, về từ hôm ấy nay cứ ngồi rình. Thế rồi người ông kia ông biết là chắc là bà vợ chả biết gì đâu. Hoặc là bà này cũng đần mà không biết xem camera, mà có chắc cũng chả biết làm gì. Người ta sẽ duy trì tiếp cái đoạn nhắn tin chat chít với nhau, công nhận hôm ấy thích thật, xong rồi nào lại đến nữa nhé. Và người ta chuyển địa điểm, bây giờ không đến nhà mình nữa, đến chỗ khác rồi, vì mình ở nhà. Nếu như người ta có mối quan hệ nào đó ấy, mà mình không chặn ngay từ sớm ấy, thì nó sẽ càng ngày nó càng gắn bó. Đến lúc mà mình có can thiệp nó sẽ khó hơn rất nhiều. Cũng giống đi chữa bệnh ấy. Mà hơi chớm bệnh thì chữa nó nhanh khỏi mà nó đỡ tốn thuốc. Chứ là còn đợi bảo là cũng để từ từ xem, chứ cũng mới ốm có 5 ngày. Thế chắc là thôi để 10 ngày mới đi một thể. Lúc ấy bác sĩ thì bảo là y học bó tay thì làm sao. Mình phải phản ứng nhanh nhá. Phải tỏ ra rất giận dữ và thấy là mất lòng tin rồi. Thậm chí là làm mình làm mấy dỗi hờn rồi giả vờ. Còn sách vali là về ngoại xem thái độ của ông thế nào. Níu kéo rồi xin lỗi rồi khai thật hay là làm sao. Để qua đây mình hiểu thêm chồng mình một tí. Chứ đừng mất công đi điều tra xét hỏi làm gì. Vâng, hy vọng rằng chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp cho chị có thêm được bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình nhé. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Cảm ơn gia đình chương trình ạ. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625.
Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Dạ, em muốn hỏi tư vấn là em bây giờ bị xuất tinh sớm ấy ạ. Vâng. Mình năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay 33. Đã có gia đình riêng chưa ạ? Em chưa. Chưa có gia đình riêng và lại xuất tinh sớm. Câu hỏi của em sẽ được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng nha. Bác sĩ sẽ tư vấn. Xin mời ạ. Chị chào em. Dạ vâng, em chào chị ạ. Mình thấy là mình xuất tinh sớm trong cái hoàn cảnh nào? Với bạn gái hay là tự sướng? Dạ, với bạn gái ạ. Bao nhiêu lâu? 1 đến 3 phút thôi ạ. 1 đến 3 phút. Thế từ trước đến nay nó như thế hay là bây giờ nó mới thế? Em bị 5-6 năm nay rồi. 5-6 năm nay với bạn gái như vậy rồi. Nếu mà trên 2 phút thì người ta mới xem là xuất tinh sớm. Còn dưới 2 phút thì không phải là xuất tinh sớm. Cái việc mà xuất tinh sớm ấy thì nó có cái hệ lụy gì? Nó làm cho thông thường là cái bạn gái không được thỏa mãn. Đúng không? Dạ vâng. Vì vậy cái đầu tiên là nó duy trì cái tình cảm với đối tác của mình. Cái thứ hai là cái xuất tinh sớm thì có thể nó sẽ ảnh hưởng. Tức là nếu đúng là mình bị xuất tinh sớm thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện như là sức khỏe sinh sản. Ví dụ sau này mình muốn có con hay gì đó thì nó cũng có thể ảnh hưởng. Vì vậy cái việc là ở tuổi 33 nhưng có nghĩa rằng là 6 năm nay thì tức là ở cái khoảng 27 tuổi mà nó đã có cái hiện tượng xuất tinh sớm thì một nó là do bệnh, hai nó là do sinh lý. Thường ở những cái người mà từ lúc trẻ mà hay lạm dụng cái chuyện thủ dâm ấy, nó cũng có thể để lại cái hệ lụy là như vậy. Khi mà mình quen cái việc tự sướng rồi và khi gặp đối tác một cái thì cái thói quen đấy nó cứ lặp lại ấy. Đó, thế thì bạn liệu có rơi vào trường hợp đấy không? Dạ có. Vậy thì bây giờ trước tiên là cũng ở tuổi 33 mà cũng phải nghĩ đến chuyện lâu dài thì mình đi khám cái. Dạ vâng, nhưng bây giờ em muốn cơ sở mình muốn khám ở Quảng Ninh thì chưa có ạ. Vậy lên Hà Nội. Cho em cái địa chỉ, cái phòng khám nào? Cái phòng khám thì là ở bệnh viện. Ví dụ như ở bệnh viện Việt Đức là cũng có khoa Nam học. Ở bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng có khoa Nam học. Đấy là bệnh viện của nhà nước. Dạ vâng. Đấy, thì tùy lên Google và search đi. Nó có những cái bệnh viện mà nếu là uy tín thì tôi biết cái điểm đấy nhá. Dạ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Dạ, em đây ạ. Em vâng. Xin chào chương trình. Vâng, tôi nghe đây ạ. Vâng, em có lời hỏi chuyên gia tư vấn cho em là em ở Thanh Hóa mà em hơn 50 tuổi rồi. Vâng. Em lấy chồng cũng muộn đó vì hoàn cảnh nên là cũng lấy chồng hơn em gần 20 tuổi. Nhưng vâng. Cuộc sống của em thấy cũng không hạnh phúc mà em cứ cố gắng để sống cho hân thêm được, em cũng sống được hơn chục năm rồi. Nhưng nhiều khi trong cuộc sống em thấy bức xúc rồi hân ấy, nên là có nhiều điều băn khoăn, em muốn chuyên gia tư vấn cho em. Vâng, tức là hiện nay thì chị hơn 50, còn anh nhà trong thì là hơn 70 đúng không ạ? Và cảm thấy là cuộc sống gia đình cũng có rất là nhiều mâu thuẫn không được như ý của mình. Vâng, nhiều khi em cũng không biết nên bước tiếp hay là mình vâng. quay đầu lại thì tuổi tác cũng cao rồi. Thứ hai vâng. nữa là em lại không có con nên là sống cũng hơi ấy, chỉ sống con chồng á. Vâng, vâng. Nên là có nhiều điều bức xúc. Vâng, rất là hiểu cái nỗi lòng của chị ạ. Xin được gửi tâm sự của chị tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh sẽ chia sẻ với chị. Xin chào chị. Em chào anh ạ. Vâng. Mình là chính xác là 50 mấy. Em 52 rồi anh ơi. 52 còn trẻ đúng không? Bây giờ mình còn đi làm không? Em cũng vẫn làm bình thường thôi anh. Như mọi người tự do thôi anh ạ. Không hề nghiệp đâu. Em là nông thôn mà lấy chồng vùng biển cũng xa xôi. Vùng biển rồi. Mà như thế nhiều khi chồng em là cũng là người ăn học từ ngày khác ngày xưa. Em cũng là quá lứa lỡ thì đó anh. Rồi xấu gái hay sao nên là... Thôi không sao cả. Mình cũng... Bình tật mà. Bây giờ 50 mấy mà lấy ông mới được hơn chục năm đúng không? Vâng, em cũng gần 40 tuổi em mới kết hôn. Rồi, tuổi, anh cũng hy vọng là thôi mà. Cho nó có đôi có lứa rồi sau này ra là có chỗ nương tựa.
Vâng. Cái lúc mà mình lấy ông ấy, mình có biết rằng mình không sinh được con nữa không hay là... Không, em vẫn là cũng có bệnh, nhưng mà em cũng thôi, thấy người ta như thế thì thôi cũng cứ lấy để kiếm tí cháu, để sau này không nhờ được chồng thì nhờ con ấy, thế này. Thì kia đã anh, nhưng mà đi hắn không sai hướng rồi. Em thấy có thai hắn cũng không ảnh hưởng sức khỏe rồi, không thể ấy được, đành bó tay. Thế nhưng mà cái chuyện mà nó đã không may trời. Này thế bây giờ thì nó bức xúc là ở cái chỗ nào? Ông ấy có đánh đập không? Không đánh đập, nhưng mà vợ chồng này rồi này khác, em nói em nhiều khi em nghĩ em chẳng có cái nghĩa lý gì nói về nào. Lúc thì ông ấy, bên nọ ông ấy cũng nói quan tám, nghĩa là quan tám cũng được, tư gật ý là như thế để cho mất lòng bên nọ, mất lòng được kia anh ạ. Ông già 70 tuổi rồi thì bây giờ còn cãi làm gì, cho nên thôi thì mày dằm cũng ư, mày tư cũng gật cho nó xong chuyện đi là tốt, chứ còn hơn lại ngồi đấy mà vạch vòi ra thế thì chết. Thứ hai là ông có bồ bịch gì không, có rước gái về để trước mặt mình coi thường mình đến mức độ? Gái thì không, nhưng mà rồi, trong cái cuộc sống em thấy hôn nhân bực bội ấy lắm anh ạ. Cụ thể em cái bực nhiều bội đi, còn thì thực ra nhà tôi cũng bực bội lắm ấy, chứ không phải là có nhà nào ngon lành đâu. Một bà 50 mấy tuổi quá lứa nhỡ thì đi tái hôn với một ông 70, ông ấy có con riêng bây giờ thì một ông già rồi, ông ấy không đánh đập, ông không gái gú, ông lại tự ăn được, mình không phải xúc đúng không? Không, ông đang còn đi làm. Lại còn đi làm được này. Thế còn có chén rượu vào thỉnh thoảng nói câu này câu khác thì nói chung nó quá bình thường. Có lẽ là do mình cứ kỳ vọng rằng là ý là ông ấy phải đối xử tốt rồi nâng niu mình rồi. Không phải đâu anh ạ, em không phải như thế. Em cũng là người biết đi làm, đi lược, chứ cũng không phải là không biết làm. Nhưng nhiều khi em đi làm về em nghĩ em cũng tủi thân. Thì như thế đi làm về ông rượu chè này khác, rồi ông có khi cũng còn ghen tuông em rồi này khác. Nó cứ ôi giời ơi, trong cuộc sống ấy, thế này này mình còn trẻ, một ông ấy 70, ông ấy ghen mình một vài câu cũng còn tốt quá chứ. Nghĩa là ông cũng còn tình cảm, ông mới ghen là bà đừng có đi lang thang đâu đó, vì ông biết ông 70, vợ thì trẻ. Thế cho nên là ông cũng có chút ghen tuông, làm gì đến nỗi gì đúng không? Không phải, cuộc sống gia đình của em là như thế. Nhiều khi em nghĩ em ốm đau, hoặc là những cái lúc ông ấy, nhiều khi ông ấy là dân có ăn có học, ông ngọt cũng nhiều khi ngọt sớt, nhưng mà quay 180 độ như thế, em ốm đau hay là sơ sơ thôi. Còn ông vẫn là khỏe mạnh làm lụng được, còn em cũng thế, nhưng mà không có một câu hỏi là em đã đỡ chưa hay là đỡ đau bớt hay như thế nào. Thực ra thì đàn ông đôi khi vợ phải muốn uống thuốc thì bảo anh ơi mua cho em ra hiệu thuốc mua cho mấy viên Panadol, ông còn hỏi giá bao nhiêu tiền, rồi lại ông bảo đưa tiền đây, thế xong về nhà bảo nấu cháo thì ông bảo cháo nấu thế nào. Nhiều ông cũng vụng về như thế đấy, chứ còn lệ còn vào cầm tay em đỡ sốt chưa, có mệt không, anh nấu cháo gà ăn không có đâu. Nhiều khi như thế bạn bè em cũng thua, hay quay lại cuộc sống ban đầu, nhưng mà mình đã đi quá dài rồi, tuổi tác cũng lớn rồi, thì anh cho em lời khuyên cơ là rồi. Thế này này, bên mình bây giờ còn ai không, bố mẹ ông bà mình ấy, bố mẹ nhà mẹ em thì còn mẹ em rồi, có em rồi cũng rồi tốt. Thế em là ở lâu năm mà như thế đi ở việc này khác đó thì em cũng hơi rồi. Thôi bây giờ thế này đi, thật ra thì nhìn về tương lai nó cũng trông chênh, bây giờ còn thấy là ấm ước rồi. Đi làm mình có vốn có liếng gì không, phòng thân thì không? Em cũng có chút ít phòng thân với rồi, anh chứ chả lẽ cái tuổi này mà rồi đi không à anh. Nói thế chứ em đang sợ là lúc ốm lúc đau rồi cũng nhiều người đến tuổi này rồi cũng chẳng có cái gì, thế là cũng tốt rồi. Thứ hai nữa là bây giờ thôi thì cũng có những trường hợp tưởng rằng đi với nhau một quãng xa, nhưng mà trong hoàn cảnh của mình nó cũng chả thấy mang lại vui vẻ hạnh phúc gì. Hai nữa là nếu như một mai thì chẳng may thôi, ông ấy lại đi hơi sớm mà mình chả biết các cháu của chồng nó có được tử tế, nó có thương mình không, hay lúc ấy lại hát hủi thì cuối cùng lại cuối đời mình cũng thân một mình. À ngày xưa lấy có đăng ký kết hôn đàng hoàng không hay là sẽ có hai hướng. Một hướng thứ nhất là thế này, thôi cứ giữ nguyên hiện trạng thế này, nhưng mình lo cho mình hơn nữa. Mình có thể là xem ở trên thành phố nó có cái việc gì, mình đi công ty công teo. Bây giờ có những công ty mà nó cũng không cần phải là đối tượng trẻ lắm ấy. Nó làm giày da hay làm nhựa hay làm gì đó, hoặc là xưởng đông lạnh người ta cần. Tóm lại là mình không cần gắn bó ở nhà nhiều, mình đi làm. Thứ nhất là để mình khuây khỏa, giao lưu anh chị em. Nói thế chứ tối về ở nhà trọ 5-6 chị em cười hí hí với nhau, vui vẻ chia sẻ để mình nó trẻ khỏe lại. Và có đồng tiền thì mình giữ gìn lấy để mình có cái thẻ tiết kiệm rồi sau này phòng thân. Đấy đấy là một hướng thứ nhất, không cần thiết phải ra tòa ly hôn gì. Nói với ông là bây giờ tôi còn khỏe, tôi đi làm một tí ở nhà thì ông rồi khi nào ốm thì alo thì tôi lại về,
chứ ở nhà cứ thế này nó bí bích lắm, rồi đồng ra đồng vào nó không có. Còn một hướng thứ hai nữa mà như chị thấy rằng nó không đi tiếp được nữa thì mình dừng lại, không ai bắt mình, đấy là cái quyền của mình. Cái đấy thì mình phải nghĩ đến chuyện là dừng lại thì nghĩa là phải ra khỏi nhà. Để mà chia nhà thì khó rồi, mình đến thì đi đến bằng hai bàn tay trắng thì bây giờ ra đi chắc cũng khó khăn để mà chia. Thế mình quay về thì ở với ai? Ở với mẹ già hay ở với cậu em hay ở với kia? Liệu rằng có lại tiếng bấc tiếng chì cô em dâu nó lại bĩu môi, nó lại ra lườm vào nguýt, nó bảo tưởng là đi đâu được, hóa ra lại lộn về. Nhiều người đã khốn khổ cái chuyện là ở không vui vẻ với chồng, quay về lại thì tất nhiên là người ruột thịt nhà mình thì có thể là thương mình. Mẹ mình thì chắc chắn là thương rồi, cái số phận con gái đã bấp bênh xong bây giờ lại thế này thì sẽ thương, nhưng bà sẽ chẳng ở mãi với mình. Cậu em trai thì chị ruột thì chắc nó cũng sẽ thương thôi, nhưng mà rồi còn nhiều thứ lắm. Vậy liệu rằng cuộc sống nó có đảo lộn nữa, nó lại có bán bò đi tậu ánh hương, lại từ chuyển từ cái nỗi đau buồn này sang một nỗi đau khác lớn hơn đi không thì mình phải cân nhắc nhá. Vâng, em suy nghĩ nhiều như thế. Thôi cảm ơn anh cũng tư vấn như thế, em cũng cân đi suy nghĩ như thế như anh, nhưng mà em hỏi cô là có ấy hơn là anh tư vấn hơn thôi, chứ em cũng đắn đo bao nhiêu thứ chứ không phải là đấy, đắn đo cân nhắc. Cái lúc này là cái lúc mà quan trọng nhất là mình lo cho mình cái giai đoạn từ giờ về sau. Thế còn thì cái yêu, cái đương, cái mong, cái đợi cũng chả nắn được ai. Giờ giáo dục một cái ông 70 để ông trở nên cái người mà biết quan tâm một tí, nhạy cảm một tẹo. Thế đấy khó lắm, không phải khó mà không thể nữa rồi, đúng không? Vâng, những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ giúp cho chị có thêm được cái quyết định lựa chọn cho cuộc sống gia đình của mình. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình, xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Chị ơi, em hỏi cái vấn đề cho con nhà chị gái em ạ. À vâng, vâng, chị nói cụ thể đi ạ. Thì là anh ấy năm nay 41 tuổi, chị 40 tuổi rồi. Nói chung là cách 3 năm. Thì là cháu nhà em nó phát hiện ra bố nó có quan hệ đồng tính với người cùng giới đấy ạ. Và chị em đến bây giờ vẫn không biết. Mà cháu em thì nó, để lại bây giờ nó học lớp 12 ấy. Bây giờ nó đang có cái suy nghĩ sai lệch về giới tính luôn ấy. Vâng, tức là chị cảm thấy là cháu của mình cũng bị ảnh hưởng bởi bố của cháu không bé ạ, cháu đúng cháu không có ạ? Nói là cháu có người yêu nhưng mà cũng là người cùng giới. À thế ạ, tức là hiện nay thì là cả cháu đó và cả bố của cháu, chị cũng nghi ngờ là hai người đó mà chắc chắn rồi đấy ạ. Bây giờ em muốn hỏi là em có lên nói cái mẹ cháu ấy vâng hay là như thế nào, mà em không biết làm thế nào nữa. À, chị băn khoăn là không biết là có nên nói với mẹ của cháu hay không, vì chị là em gái của chị đó đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. À, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ chia sẻ với chị nhé. Xin mời ạ. Rồi, xin chào em. Bà dì tốt dạ, bụng cho anh ạ. Thương cho chị gái với lại cháu quá đúng không? Thế cái việc mà cháu gái nó chia sẻ đến đâu, là nó phát hiện bố nó đi với một người đàn ông, ngồi uống bia với người đàn ông, hay là ngủ với người đàn ông, hay quan hệ tình dục với người đàn ông? Lúc ấy là cháu đang học lớp 9. Rồi. Thì khi cháu về nhà thì thấy bố cháu và một người đàn ông là đang ôm ấp nhau trong nhà. Rồi. Thì có xem những cái nhật ký chat của bố nó ấy. Ồ. Thì thấy hẹn người đàn ông này, người đàn ông khác, rồi là nó nói là dì ơi, những cái tin nhắn nghe thô tục đọc lắm. Nó dễ tởm lắm. Ừ. Mình năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 36 ạ. Ờ. Mình có hiểu biết về vấn đề này lắm không? Cái đấy thì là em có biết ạ. Ừ. Với ông anh rể mình đấy thì dạ, có thể là người đồng tính thật. Nhưng người đồng tính cũng không có nghĩa rằng là người ta không thể có vợ có con đấy. Lấy vợ đẻ con đàng hoàng đúng không? Thế và người ta cũng có khả năng, cũng có cái hấp dẫn, cũng có cái khoái cảm với này trong quan hệ với cả người cùng giới nữa. Thì có thể anh ấy là người lưỡng giới. Không không ạ. Tại vì tuần nay cháu gái em mới nói với em. Thì là em có hỏi dò chị gái ấy. Là chị ơi, thế vợ chồng thế nào? Thì chị bảo là có khi 4 tháng vợ chồng mới qua lại một lần. Mà mỗi lần là phải dùng thuốc. Mà bây giờ là kể cả dùng thuốc là anh ấy cũng không có khả năng với chị nữa. Rồi.
Chị cũng buồn mà, nhưng mà chị chỉ nghĩ anh ấy có vấn đề, ý là yếu gọi là yếu sinh thôi. Lý thôi, đúng rồi. Vâng, tóm lại là một người có bồ mà phải chia sẻ, và người ta lại say mê ở phía nam nhiều hơn, thì có thể ba lần làm với để bạn nam, còn một lần thì dành cho bà xã, nhưng mà rồi nó không có cảm xúc vân vân, cho nên nó cũng khó đạt được, đúng không? Thôi cứ tạm kết luận là anh là người đồng tính đi, và vâng, mình thì mình có hiểu biết rồi, biết là đồng tính là một thứ mà không chữa được. Nó chả phải là bệnh, nó là thói quen, nó là tính, hay là nó là một cái gọi là trời sinh ra thế. Thế thì chấp nhận. Bây giờ các cháu thanh niên ấy thì nó chấp nhận, nó là đồng tính thì nó công khai, nó đồng tính và nó không lấy vợ. Nhưng mà anh ấy là cái người của những thế hệ trước, người lớn tuổi rồi, cho nên là lúc ấy thứ nhất là hiểu biết nó cũng ít. Thế hơn nữa là cũng vì bố mẹ cứ dục là lấy vợ thì cũng lấy, mà lấy thì cũng quan hệ tình dục được với phụ nữ, bởi vì cũng không phải lấy nỗi mà liệt hẳn. Thế cho nên cũng cứ nhì nhằng túc tắc, rồi cũng có con như bình thường. Rồi đến một lúc nào đó, trong một cuộc va chạm nào đó mà lại nảy sinh tình cảm, gặp gỡ được một người đàn ông mà người ta nảy sinh cả hai phía có tình cảm với nhau thì gọi là cặp bồ, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ con nói ra ấy, thì cũng chả làm được gì cả. Bỏ thì chắc là chị điên quá, chị không chịu được. Hóa ra ôi, tưởng là ông yếu sinh lý tôi mới thế, hóa ra bây giờ ông toàn đi ông đổ với dai, còn thì ông bỏ rơi tôi rồi, gia đình thì sẽ chia ly, và đặc biệt thì ảnh hưởng tới các cháu nữa. Thì mình cân nhắc cái việc là nói thì để làm gì, chị gái mình có hiểu biết không, rồi có cam chịu hay không, rồi ám ảnh từ giờ đến cuối đời là ôi dồi ôi, hóa ra là vừa ôm mình vừa ôm dai, vân vân. Đấy, trong trường hợp là mình nói ra thì chắc chắn nó sẽ có nhiều những cái đổ vỡ nhất định. Nhưng mà anh ơi, đi chào gái em ấy thì nó cứ bảo là dì ơi, cháu 35 rồi, bây giờ cháu ức lắm, cháu không nói ra cháu không chịu được. Ý là nó cứ muốn công khai ra. Rồi. Với bố nó là nó biết như bố nó như thế. Thế biết thì đặt tình huống là mẹ thì chắc sẽ rất sốc, và bố thì rất là xấu hổ khi là con gái lại phát hiện ra. Và cháu thì là cái đứa có học rồi, cháu biết rằng chắc là bố cháu cũng chẳng vì là đồi bại hay vì bệnh hoạn gì, mà là cái tính cái nét gì thì gì hiểu, nó là như thế, rời sinh ra thế, bắt tội ông như vậy. Thế thì cũng chẳng thể mà lôi ông đi chữa bệnh hay là bắt ông đi trở thành thế nọ thế kia được. Thế cháu thì nghĩ cái việc đấy. Thế còn thì về cháu gái mà mình cũng nói là cháu nó cũng có biểu hiện đồng tính, nghĩa làm sao? Nó cũng yêu đứa con gái à? Vâng ạ, nó bảo là cháu có người yêu 1 năm rồi vậy, nhưng mà người yêu cháu cũng là con gái. Thế thì sao lại đi công khai bố với lại cái chú nào đó làm gì, rồi được tức với bực làm gì? Ý là cảm giác như là nó có cảm giác là nó bố nó phản bội mẹ nó rồi. À, cho nên nó chán đàn ông đúng không ạ? Đấy, đàn ông có vợ rồi lại còn đi ngoại tình, thế thì mình đã thế mình không thèm yêu đàn ông, mình yêu nữ cho đấy, nó chung thủy. Cái đấy nó ảnh hưởng ấy. Thật ra thế này này, bây giờ có lẽ mình cũng chỉ phân tích với cháu gái thôi về cái hoàn cảnh của bố mẹ. Thôi thì đúng là mẹ cũng không may lấy vào cái hoàn bố thì phải một cái người mà nó có cái tính như thế này thì cũng bất hạnh. Nhưng mà bây giờ mà rũ tung lên để mà làm lại từ đầu thì cháu hình dung ra rồi. Một đôi vợ chồng này chắc là bố cháu cũng sẽ, khi mà đã biết con, đã biết vợ, đã biết rồi thì sẽ nói toạc ra chứ chả ai giấu làm gì nữa. Thì sẽ, đấy thôi bây giờ tùy, tôi là người đồng tính đấy, cô ở được ở không ở thì chia tay. Dù chia tay thì cũng không sung sướng gì mà không chia tay vì lý do nào đó mà nghiến răng chấp nhận ở, thì trong lòng lúc nào cứ ấm ức rằng là mình đang chung sống với một người mà cứ rời mình ra thì lại đi ôm người cùng giới, thì cũng là bức xúc, cũng không có kém gì cái chuyện chia tay cả. Vậy thì rồi, nhưng mà liệu là có giữ mãi được không, hay là đến lúc mà có người nhìn thấy người ta lại nói? À thôi, cái đấy thì mình làm sao mình che chắn được, anh ấy là cái người có trách nhiệm che chắn, chứ còn thì chẳng lẽ mình lại đi bảo anh là cháu với em biết rồi đấy, anh ý tứ một tí lần sau thì anh khéo léo một chút, giữ hay không là tùy ở cái người trong cuộc nhá, đúng không? Vâng, em không kỳ thị người đồng tính, nhưng mà anh ấy lại rất là gần gũi với con trai nhà em. Tự nhiên từ một tuần nay nó bắt đầu em sợ. À mình dần mình đúng không? Mình biết bác thế rồi, ngồi nhớ bác lại vuốt ve thằng cháu. Thằng cháu lớn chưa? Cháu nó đang tuổi đấy. Là cháu năm nay học lớp 9 ạ. Rồi thế thì nhắc cháu đi. Là mình cũng không còn nói là bác ấy đồng tính, nhưng mình nói là ôi giời con ơi, thanh niên rồi nhá, không qua cho ai chạm vào người, ai gần gũi quá không được. Trẻ con bây giờ kể mẫu giáo, các cháu đã học bài học đầu tiên về phòng chống xâm hại tình dục là giữ khoảng cách, kể cả bố mẹ cũng cần giữ khoảng cách, huống chi như người lạ. Bác dai mà lại cứ đòi ôi rồi lớn nhờ vào đây bác kiểm tra xem là đã mở mắt chưa với lại nọ kia không, mà cứ xoa cái nọ nắn kia là hất tay ra mà có phản ứng luôn. Các cháu nó phải biết nhá. Thì mình cứ nhắc cái con như thế. Thế còn với cái cháu bé gái kia kìa,
Thật ra mình cũng chỉ nói được cái mức độ là thế còn sao mày buồn cười nhỉ? Mày đang là con gái mày lại thế nọ thế kia, thế cháu có phải là người đồng tính không mà cháu lại đi có người yêu là bạn gái để xem nó chia sẻ thế nào. Nếu nó chỉ là cái sốc với cái chuyện là chán ghét đàn ông do phát hiện ra bố như thế mà đi yêu người cùng giới thì mình có những cái tư vấn để điều nắn. Thế còn thật sự nếu nó cũng là người đồng tính thì chắc là nó cần phải tư vấn rất là sâu nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình chúng tôi sẽ giúp cho chị có được cái ứng xử trong gia đình của mình. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Các bạn thân mến, cuộc điện thoại ở Hà Nam vừa rồi cũng đã kết thúc 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Chương trình này được thực hiện bởi chủ nhiệm Trần Nguyên Hưng, đạo diễn Thành Văn, dẫn chương trình Bích Ngọc. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự tham gia tư vấn của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Vũ Minh Phượng trong chương trình ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Cửa sổ tình yêu tuần sau qua số điện thoại 0243 826 2625.